ở đây em có chiều khách. Có chứ anh, ở đây là chiều khách là từ A tới Ớ luôn. Chị này cũng hơi bị nhạy cảm quá, chị có nói với em được không? Anh cứ nói đi, trời ở đây là tụi em nhạy cảm rồi đó. Anh cũng mắc nghĩa quá trời.